không lùi bước trước mọi khó khăn. Chắc chắn chúng ta sẽ làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Những nhân vật vừa rồi chắc hẳn là đã quen thuộc với tất cả chúng ta. Nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn. Và điều đặc biệt, họ đều là phụ nữ, là một nửa của thế giới. Có rất nhiều cách để mà định nghĩa về người phụ nữ. Vậy cách bạn chọn là gì? Xinh đẹp, dịu dàng, hay cằn nhằn, tính khí đã hơi thất thường, quá ư là rắc rối và dễ mủi lòng. Phụ nữ là những người rất là đẹp, rất là tuyệt vời, người mà truyền cảm hứng cho tôi rất là nhiều để sáng tác lên những mẫu thiết kế, những bộ sưu tập đẹp. Họ đòi hỏi khỏe như lực sĩ này, quan tâm như bác sĩ này, can đảm như hiệp sĩ này, nhưng mà chúng ta lại không phải là những kịch sĩ để chúng ta có thể đóng một lúc nhiều vai như thế. Là những người có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn nhưng sẽ không bao giờ yếu đuối khi mà bạn gặp khó khăn. Chúng ta không cần phải cố gắng để hiểu họ đâu, bởi vì với phụ nữ thì chỉ cần là yêu thương họ thì họ sẽ hạnh phúc được. Kinh khủng không? Không nghĩ được. Câu đơn giản nhất sẽ là không có đàn ông. Sẽ cảm thấy rất là cô độc. Cả thế giới này sẽ rất là nhiều chiến tranh. Sẽ là thảm họa. Tại vì mất đi một nửa cuộc đời. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được ra là những cái vẻ đẹp trong cuộc sống này. Rất may là nếu sẽ không có những ngày như mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ không biết là phải yêu thương và cưa cẩm ai. Có lẽ là những nhà thiết kế thời trang như chúng tôi sẽ rất rất buồn. Với cái đàn ông thì có muôn vàn cách để mà mô tả người phụ nữ. Nhưng với chúng tôi, ngày hôm nay, chúng tôi muốn gọi họ là những siêu anh hùng, những người nâng nửa bầu trời ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngày 29 tháng 3 sắp tới đây sẽ đi vào lịch sử thế giới khi mà lần đầu tiên một nhóm du hành vũ trụ chỉ gồm hai người phụ nữ sẽ bay thám hiểm vũ trụ. Hai nhà du hành vũ trụ nữ thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, đó là Anne McClain và Christina Koch, sẽ đi thám hiểm vũ trụ bên ngoài sân bay vũ trụ quốc tế. Trong số khoảng 500 người đã bay lên vũ trụ, cho đến nay chỉ có khoảng 10 người là phụ nữ. Tất cả các chuyến du hành vào vũ trụ từ trước đến nay đều gồm toàn các nhà du hành vũ trụ nam hoặc là gồm cả nam và nữ. Kênh truyền hình của NASA sẽ phát toàn bộ chuyến thám hiểm của hai nhà du hành vũ trụ nữ ngày 29 tháng 3 tới đây. Quả thực là những người phụ nữ ngày càng chiếm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa toàn cầu. Theo số liệu của Bloomberg mới đây đưa ra thì 49% lực lượng lao động hiện tại là phụ nữ, tăng 14% so với năm 1970. 54% cử nhân đại học là phụ nữ. Và cách đây vài ngày thôi, vị trí tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới đã đổi chủ. Người soán ngôi ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, đó chính là Kylie Jenner, một ngôi sao truyền hình thực tế, chủ doanh nghiệp về mỹ phẩm khi mới chỉ 21 tuổi. Sự vươn lên của những nữ doanh nghiệp ở những vị trí lãnh đạo cho thấy rằng là tầm quan trọng của phụ nữ góp phần đẩy cán cân bình đẳng giới về vị trí cân bằng. Họ vừa sử dụng cái sự dịu dàng, họ lại sử dụng cái gọi là cái sự quyết liệt. Bởi vì người ta phải vượt qua rất nhiều thứ để trở thành người lãnh đạo. Cư xử nó hơi cảm tính. Có cá tính rất là mạnh. Rất là cầu toàn. Khó tính. Phụ nữ thì họ làm việc dựa trên cảm xúc nhiều hơn, cầu gắt những lúc bất thường và không có được sự ổn định như là những sếp nam. Có một người phụ nữ làm sếp thì đó là một người thực sự tài năng, quyết đoán, bản lĩnh, nghiêm túc trong công việc. Họ làm được những điều mà đàn ông của chúng ta không làm được. Quan tâm đến mình hơn, tìm tòi đổi mới và sáng tạo. Những sự thông cảm nhiều hơn. Sếp nữ mới chính là những người quyết liệt, rất tinh tế và để ý đến đời sống của anh em. Mình vẫn thích sếp nữ. Tôi lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ những người sếp nữ. Họ quả thực rằng là những siêu nhân. Bên cạnh những ưu điểm vừa rồi thì không biết là có phải do các sếp nữ đã áp dụng chính sách mưa dầm thấm lâu hay không. Nhưng thực tế thì những người phụ nữ đang ngày càng chứng tỏ được những thế mạnh của phái của mình, ngay cả khi giữ vai trò là lãnh đạo. Theo công bố mới đây của Mastercard, Việt Nam là nước đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng phụ nữ làm chủ doanh nghiệp. Một trong 2 tỷ phú đô la có tài sản lớn nhất Việt Nam cũng là phụ nữ. Chắc chắn là những người phụ nữ có những tố chất rất là đặc biệt để trở thành những người lãnh đạo, không hề kém cạnh cánh mày râu.
Và thưa quý vị, những người phụ nữ cũng đang ngày càng chứng minh được vị trí của mình khi mà đứng ở vị trí thủ lĩnh đi đầu. Họ được coi là siêu anh hùng thực sự giữa đời thường. Nằm trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019, Giang Kiều, Thủy Muối và Hồng Ánh là ba trong số rất nhiều cái tên đại diện cho những người phụ nữ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám sống hết mình. Mình thì cũng đã đi rất nhiều và cũng gặp rất nhiều những cái tình cảnh thậm chí còn thương tâm hơn thế rất nhiều. Và đó chính là cái động lực để tại sao mình và các bạn bè cùng kêu gọi mọi người để xây dựng dự án nhà chống lũ. Sợ lũ là chuyện xưa cũ. Trong 5 năm, hơn 30 tỷ đồng được gây quỹ với 11 mô hình nhà an toàn, gần 700 ngôi nhà tại 11 tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão lũ và hơn 3.500 người được bảo vệ trước thiên tai là thành tích mà chị Hương Giang cùng dự án nhà chống lũ của mình đã làm được trong những năm qua. Và với sự tiếp sức của cộng đồng, của những người bạn đồng hành, chắc chắn chúng ta sẽ làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Chị Ánh đến và chị Ánh nói một câu thôi, chị Ánh bảo là phim như thế này thì phải để cho nhiều người xem. Vì sau câu nói đấy chị không dừng lại đó mà chị đã tìm đủ mọi cách để đưa bộ phim đến với đại đa số khán giả như tất cả mọi người đã được chứng kiến. Bằng tình yêu và niềm tin đối với dòng phim độc lập Việt Nam, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Hồng Ánh đã trở thành một trong những người tiên phong và tiêu biểu trong việc đưa phim độc lập ra rạp chiếu phục vụ cho khán giả Việt. Một cái dự án mà có sự tham gia của mình mà nó được lớn, nó được nhân rộng ra, thực sự ra nó mang lại cho bạn cái hạnh phúc lớn lắm. Khi đi qua cái giai đoạn điều trị ung thư thì thầy nghĩ rằng không một bệnh nhân ung thư nào phải đương đầu với cuộc chiến ung thư này một mình cả. Trương Thanh Thủy đã sáng lập ra tổ chức SCI. Hàng tháng, SCI tổ chức các buổi gặp mặt giữa bác sĩ và bệnh nhân để mang đến những thông tin mới nhất và đáng tin cậy nhất cho bệnh nhân và người thân của họ. Cùng với đó là tạo ra một cộng đồng những bệnh nhân ung thư nơi mọi người có thể quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Thủy đã sống một cái cuộc đời rất là đầy đủ yêu thương, đầy đủ chân thành. Sống trong cuộc đời này đâu chỉ là mình đạt được cái gì, mà quan trọng là mình để lại được cái gì cho đời. Không chỉ là những người hùng trong xã hội, trong công việc, đằng sau những thành công, công việc thường nhật ấy, những người phụ nữ vẫn là những người mẹ, người vợ hết lòng với gia đình của mình. Và với những người con, người chồng thì chắc chắn họ cũng sẽ là những siêu anh hùng thực sự. Hàng ngày mẹ rất là bận, mẹ phải làm rất nhiều việc. Hàng ngày, buổi sáng của chị Khánh Thi bắt đầu từ 6:30. Công việc nhà của chị hôm nay nhiều hơn mọi khi vì chỉ có một mình chị và các bạn nhỏ. Đánh thức các con dậy, chuẩn bị bữa sáng và đưa cả 4 bạn đi học. Ngày hôm nay, 5 mẹ con phải dậy chuẩn bị thật sớm. Gia đình cũng khá là đông con cho nên là chồng tôi phần lớn là dành cái thời gian để cho công việc, để kiếm sống để có đủ cái khả năng kinh tế để lo cho 4 con. Sau 4:30 chiều, khi các bạn nhỏ tan trường trở về nhà, chị Khánh Thi lại tất bật với những công việc xoay quanh các bạn nhỏ. Việc mà con thích làm nhất với mẹ là trông em. Cho con tắm rửa, ăn uống và học hành, sau đó thì đi ngủ. Chỉ sau khi con ngủ, lúc đấy là tầm 10 giờ, lúc đấy tôi có tầm 1 tiếng thời gian là cho mình xem lại công việc hay là chăm sóc bản thân mình. Và sau đấy 11 giờ cũng dành thời gian để đi ngủ. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước. Chúc mẹ ngày phụ nữ vui vẻ. Tôi yêu mẹ. Mẹ là siêu nhân, con rất là yêu mẹ. Bên cạnh là nữ siêu anh hùng trong mọi lĩnh vực thì những người phụ nữ luôn có sức hút đặc biệt. Câu chuyện sau đây là một minh chứng. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cưỡi ngựa với các nữ cảnh sát ở bên cạnh. Đoạn video này đã gây được sự chú ý khi mà được phát trên kênh truyền hình chính thức của nước này hôm ngày 7 tháng 3 hôm qua. Trong trang phục quần jean và áo khoác cổ cao, vị Tổng thống 66 tuổi cưỡi một con ngựa nâu trong khi các nữ cảnh sát cưỡi trên lưng ngựa trắng ở bên cạnh. Họ đi vòng quanh một cơ sở huấn luyện cho cảnh sát cưỡi ngựa ở Moscow. Ở Moscow,
Trước ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thì ông Putin cho biết phụ nữ ngày càng quan tâm đến việc làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật và chỉ hơn 1/4 nhân viên tại Bộ Nội vụ nước này là nữ giới. Quả thực là những người phụ nữ đang ngày càng khẳng định được vị thế vai trò của mình trong xã hội. Thế nhưng không cần đao to búa lớn gì cả, không cần phải có siêu sức mạnh thì những người phụ nữ vẫn là những siêu anh hùng thực sự từ gia đình cho đến xã hội. Nguồn sức mạnh mà họ muốn nhận được đôi khi không cần là hoa, là bánh, là những điều gì to tát cả, mà từ những điều nhỏ bé, những quan tâm thường ngày nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ có một thử thách rất là nhỏ dành cho những cặp đôi mà tôi bắt gặp được. Trong chiếc bình này thì có rất là nhiều những thử thách rất là đơn giản để thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ. Và hãy cùng xem họ thể hiện như thế nào. Bạn hãy nắm chặt tay người phụ nữ của mình. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường quên mất cách thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ xung quanh bằng những cách rất đơn giản và không thể thiếu cả những lời chúc. Chúc chị em phụ nữ luôn luôn mạnh khỏe, xinh xắn, đáng yêu và luôn hạnh phúc. Chúc mà mỗi người phụ nữ đều có được cái sự độc lập cho riêng mình, luôn là chính mình trong cuộc sống. Ngày càng xinh đẹp hơn và ngày càng được người yêu chiều chuộng hơn. Nếu những ai còn cô đơn thì sẽ tìm được nửa còn lại của chính mình trong thời gian tới. Luôn ở bên cạnh đàn ông chúng tôi. Ngọc Hân xin được gửi lời chúc đến tất cả các chị em phụ nữ sẽ ngày càng xinh đẹp, tự tin, thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ. Vậy thì ngày 8 tháng 3 của quý vị thì sao? Em ơi, ngày 8 tháng 3 thì tôi hy vọng là tất cả mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc và mong sao tất cả những lời chúc vừa rồi đều trở thành hiện thực. Còn chị Thu Hương thì sao ạ? Hôm nay là nhân vật nữ của Chuyển động 24 giờ. Đối với riêng chị thì chị mong muốn điều gì nhất trong ngày hôm nay? Tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều cánh mày râu rất là băn khoăn, là chị em thường nói là cái gì cũng được, anh tặng món quà gì tôi cũng chính yêu thích, này mới làm khó mới cánh mày râu, đúng không ạ? Tuy nhiên tôi nghĩ là một món quà nào, điều quan trọng nhất nó thể hiện cái sự trân trọng và tình cảm yêu mến ở trong đó, thì tôi nghĩ là người phụ nữ nào cũng cảm thấy rất là hạnh phúc bởi điều đó. Thế thì tôi hy vọng là chị sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi. Cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị khán giả nữ của Chuyển động 24 giờ. Chúc cho các bà, các mẹ, các chị có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Chuyển động 24 giờ trưa nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.